Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV Tiền. Thưa quý vị và các bạn, hồi 10 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở khoảng 16,8 độ vĩ bắc, 110,9 độ kinh đông, ngay trên vùng biển phía tây quần đảo Hoàng Sa, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 lên cấp 11, giật cấp 13, bán kính gió mạnh từ cấp 6 giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng bắc đông bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km và suy yếu dần. Đến 7 giờ ngày mai 21 tháng 12, vị trí tâm bão ở khoảng 20,4 độ vĩ bắc, 113,8 độ kinh đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 220 km về phía nam, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới có gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vị tuyến 15 đến 21 độ vĩ bắc, phía tây kinh tuyến 115,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng đông đông bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực bắc biển Đông. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 kết hợp với không khí lạnh, khu vực bắc biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 7 lên cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10. Vùng gần tâm bão cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Vùng biển ngoài khơi từ Thiên Huế đến Quảng Ngãi, bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, ngày hôm nay còn có gió mạnh cấp 6 lên cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Với khu vực phía nam của biển Đông cũng như khu vực quần đảo Trường Sa nằm ngoài tác động của bão số 9 nên mưa sẽ hết nhanh, thời tiết chuyển biến tốt trở lại. Dự báo trong ngày hôm nay sang đến ngày mai, thời tiết ở miền Trung sẽ ổn định hơn. Khu vực ven biển các tỉnh thành từ Thừa Thiên Huế đến Đà Nẵng, Quảng Nam có gió giảm còn ở mức cấp 3, cấp 4. Do chịu tác động của không khí lạnh nên mưa cũng giảm, chủ yếu xảy ra ở các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến Phú Yên với lượng mưa từ 10 đến 15 mm. Về nhiệt độ, do có mưa và trời nhiều mây nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở miền Trung chưa cao. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế với nhiệt độ dao động từ 21 đến 24 độ. Còn khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 25 đến 30 độ. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên mưa cũng giảm nhanh nhưng trời vẫn còn nhiều mây nên nhiệt độ trong ngày hôm nay phổ biến từ 22 đến 25 độ. Trong khi đó, ở Nam Bộ trời tạnh ráo có nắng về trưa chiều nên nhiệt độ cũng chỉ từ 29 đến 32 độ. Trở ra thời tiết Bắc Bộ, trong ngày hôm nay cũng có nắng từ sớm duy trì cho đến chiều muộn nên nhiệt độ cao nhất toàn miền Bắc Bộ dao động từ 21 đến 24 độ, có nơi cao hơn. Độ ẩm vẫn còn duy trì mức thấp, chỉ dưới 50% nên trời khá khô hanh. Về tối và đêm sau sang đến sáng sớm ngày mai, nhiệt độ lại giảm thấp. Ở vùng núi với mức nhiệt chỉ dưới 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Còn ở vùng đồng bằng, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, nhiệt độ ở mức là dưới 16 độ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.